Trời, con gái của mẹ công nhận. Sao siêng học dễ sợ luôn nha. À, hôm nay mẹ vui. À, có cần học gấp không con? Không gấp thì bữa nay con coi con thích cái gì mẹ cho con cái đó. Dạ không gấp đâu mẹ, không gấp đâu mẹ. Mẹ chơi gì vậy mẹ? Đó, quá trời luôn. Con thích cái gì cũng được. Mẹ hứa mẹ nhớ giữ lời nha mẹ. Trời ơi, tao là mẹ mày nha mày. Ở đó mà hứa mà không giữ lời. Rồi đó, chọn đi. Thấy mà ghê, nghĩ sao mà lấy cái đó, cái con vịt nó xấu quắc à, lấy cái khác đi. Đẹp cái gì mà đẹp, mẹ nói không đẹp là không đẹp, lấy cái khác đi. Đâu? Màu hồng hả? Lớn rồi mà đổi màu hồng cái gì? Thôi, không có xài băng đô, xài cái khác đi. Cái đó tới 35 ngàn lận. Thì đó chọn đi cái nào cũng được nhưng mà đừng lấy băng đô. Lấy cái này vậy mẹ? Cái đó là cái cài hả? Dạ. Cài lên thử coi. Giống y như là mấy mấy nhỏ gì chị của con lọ lem á, biết không? Biết nhỏ chị nhỏ lem không? Mẹ kỳ thiệt chứ. Ừ đó thì bởi vậy đừng có lấy cái cài đó thì ghê à. Lấy cái khác đi. Cái tay của mẹ cũng đẹp nè mẹ. Nghĩ sao làm người không muốn muốn đi làm mèo dẹt. Thôi bút quá trời bút xài không hết nữa mà ở đó mà đòi lấy bút kéo bút cạch màu mè hả dẹp lấy cái khác đi. Cuối cùng mẹ có cho con không? Cái này cái gì mẹ cho mẹ cũng không chịu cho con hết vậy? Ủa thì toàn chọn mấy cái tào lao không rồi giờ chọn cái nào khác đi mẹ là mẹ dễ chịu lắm con chọn cái gì cũng được hết á nhưng mà hả phải xài được phải xài được hết mẹ. Trời ơi, trời mọi người thấy mẹ tôi dễ chịu không? Cái gì lấy cũng xài được hết mà mẹ có cho đâu. Tại vì con chọn chưa đúng món. Trời đất ơi mẹ là mẹ dễ chịu nhất luôn rồi đó. Chọn đi, không thôi là mẹ đổi ý bây giờ á. Lấy cái bóp này đẹp nè, vô bóp này nha. Nghĩ sao lấy cái bóp này? Cái bóp gì mà nó trong veo mà nó có nước. Chọn cái khác đi, ai mà chọn cái này. Cái này cũng xài được mà mẹ. Ờ mà mẹ không thích. Nói chung là mẹ không thích đó. Chứ bây giờ mẹ thích cái gì mẹ chọn, mẹ chỉ đi con lấy cho. Không. Mẹ cho con quyền tự do. Con muốn chọn gì chọn. Đã nói là mẹ dễ chịu mà. Con cứ muốn chọn gì con chọn hà. Mẹ dễ lắm. Cái này đẹp nè mẹ, mẹ cho con đi. Nào, mẹ coi coi. Trời ơi mọi người ơi, nghĩ sao nè, đồ ăn đồ học còn không có nữa đi mua ba cái đàn tuyết lắc 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 này. Cái này đâu có làm được gì đâu con, thôi mình chọn cái khác đi. Nhá nhà nghèo mà mua chi mấy cái này thôi, chọn cái khác đi con. Trời ơi á, dám đứa gì mà lớn mà không biết chọn hàng hóa gì hết trơn á. Trời ơi, chọn cái nào mẹ cũng không chịu. Con không biết chọn nào, trời ơi mẹ luôn. Thôi thôi đi về. Mẹ hứa cho con rồi mà. Ủa thì cho nãy giờ chọn một chục món không được thôi đi về chứ. Cái chọn món nào cũng hết mẹ cũng không hết hết mẹ cho hỏi này xảy được cái cho hỏi trời trời. Trời ơi coi coi mọi người ơi có ai mà giống như tôi không, tôi thương con tôi hết mất luôn, tôi thấy nó học hành tội nghiệp tôi kêu nó mua đồ đó rồi thấy nó lựa toàn cái tào lao không à rồi giờ tôi la là đúng rồi mà tôi la là đúng rồi mà đúng không mọi người. Mẹ ơi cái này cũng lạ lạ nè, đẹp quá mẹ, cục mẹ cũng chưa có nè. Đâu cục gom này nó có 5.000 à, rẻ lắm, tìm cái gì mắc mắc đi, cái đó rẻ lắm mẹ không có mua cho đâu, mua cái nào mắc mắc mới được. Mắc mắc thôi mẹ. Mẹ mua con để cho con nói là mẹ keo với con mua cái nào mà mắc mắc á. Cái nào mắc mắc thì mẹ cho. Thì con thích cái gì cũng được hết, mẹ đã nói mẹ thương con mà, mẹ dễ chịu lắm. Trời ơi, con sưu tập đẹp quá mẹ. Nào mẹ coi coi. Bốn con búp bê nè hả? Dạ. Bốn con nè. Trời ơi coi nè, bốn con thấy ghê. Nghĩ sao lớn là còn chơi búp bê. Mà cái này hình như tới 100.000 con lận, bốn con 400.000 lận, mắc lắm con ơi, mắc lắm. Mẹ kia mua cái gì mà mắc mắc thì mẹ mua mà. Mà mắc quá sao có tiền mua. Lựa cái khác đi con. Mẹ thương mẹ đi. Mắc đâu thì có con rồi mẹ. Nào coi coi. Đẹp có con quý xanh nha. Mẹ nó mua mà. Mà mẹ không thích tới tóc hồng. Trời ơi nghĩ sao mà lấy cái con. Nhưng con thích mà mẹ mua cho con chứ không phải mua cho mẹ đâu. Trời ơi không có bắt chước nó mà nhuộm tóc đỏ tóc hồng mẹ mới chịu. Con nào tóc đen đàng hoàng mới được. Tóc đen
Mẹ là mẹ dễ tánh lắm mà con phải làm cho nó đúng ý mẹ mới được. Mọi người mẹ em dễ tánh lắm nha. Trời dễ tánh ghê luôn á, nãy giờ lựa hơn chục món mà không chịu. Đây, tóc mày tóc nâu nâu được không mẹ? Nâu. Nè. Mé này nó cũng đẹp nè, đó. Bé này cũng đẹp, dòm cũng được nè. À. À mà mẹ dòm kỹ lại sao lại đi mặc đồ Hàn Quốc? Mình Việt Nam mình phải lựa mấy con nào mà nó mặc đồ Việt Nam, nghĩ sao đi lựa mấy con đồ Hàn Quốc. Thấy nó kỳ kỳ á. Mẹ lựa cho con đi mẹ. Đó thì con cứ lựa đi, mẹ dễ lắm, con lấy con nào cũng được hết. Đó, mẹ dễ lắm. Cái này được không mẹ? Đây người Việt Nam đây đã bỏ áo dài thiết tha luôn, tóc đen luôn đó, đúng gu mẹ luôn. Để mẹ coi. Ừ, nãy giờ thấy có con nhỏ này được nè ha. Vừa tóc dài. Đúng rồi đó, vừa tóc dài, vừa tóc đen nè. Rồi áo dài nữa. Có bộ con này được đó nha. Mà thôi lớn rồi chơi búp bê gì con ơi. Lớn rồi, ta chơi gì khác đi, chơi búp bê gì mẹ. Không phải mẹ cản con, mẹ thương con lắm. Nhưng mà con chọn cái gì cho nó được một chút xíu. Nghĩ sao mà đi chọn búp bê. Lớn rồi ai chơi búp bê. Trời ơi thôi đi con, lớn rồi nha. Ngoan đi, chọn khác đi, chọn cái gì mẹ cũng chịu hết. Cái gì cũng chịu hết. Nha. Mẹ cứ cầm cho con đi. Trời ơi, con cũng thích cặp mới lắm á. Cặp hả con? Dạ, cặp đĩa hương này mẹ màu hồng nữa. Trời ơi. Đâu coi coi. Có 210 à. Để mà mẹ. 210.000 đồng. Nó có kim tuyến này ha, cũng đẹp ha. Có sao đồ nữa nè. Trời ơi, có tiên cá đồ luôn. Đẹp ghê ha. Thấy cũng được đó. Mẹ mua với con đi mẹ. À, mà hình như mẹ quên đem tiền á con. mẹ xin lỗi con nha. Thôi để đây lần khác đi, mẹ có tiền là mẹ mua con ha. Thôi giờ vô học bài tiếp đi con. Thì có mẹ làm muốn hết học nổi luôn rồi nè. Thôi mà ngoan đi nha, thôi vô học tiếp đi, mẹ xin lỗi con nha. À mọi người ơi, mọi người, gái mình rất là ngoan luôn mọi người ơi. Mẹ đó là mẹ thương con lắm nha. Đó, con là có phước lắm mới có đứa, có người mẹ giống như mẹ luôn á. Trời, người mẹ dễ tính lựa quá trời luôn á. Được. Không, tự hết tiền con, hết tiền ha. Rồi lần sau mình lựa tiếp. Lựa cũng vui mà, lựa vui nó giảm stress đó con. Tự vì thấy con học bài mệt mỏi quá cho con lựa cho vui á. Mai mốt mẹ nhớ đem tiền cho mẹ lựa vậy có thì con đủ huyết áp luôn á. Vậy đó hả? Rồi thôi, thôi thương nha. Mọi người ơi, mọi người thấy mình sao, mình đâu có khó tánh đâu đúng không? Nếu như mà thấy người mẹ này dễ thương thì nhớ like cho mình nha. Nhớ like cho mọi người, người mẹ dễ thương nha. Nói thì phải vui lên chứ mẹ có dễ thương không? Dễ thương, mẹ dễ thương. Trời, mẹ nãy giờ cũng nói chơi chứ like nhiều, chứ thấy ghê á, dislike luôn. Dislike là gì? Dislike là gì? Là vậy nè mẹ. Hay quá ha, giỏi quá ha, đi học bài cho tôi. Ở đó, dislike bây giờ nè, dislike nè, dislike nè.